Good morning quý vị, hãy cho mình đang có mặt ở Lăng Cha Cả, Sài Gòn sáng ngày 24 tháng 10 2017. Giờ Sài Gòn đang chuyển mưa, nhiệt độ khoảng 29 độ C. Ở đây là đường Hoàng Văn Thụ, ngày xưa là Võ Tánh, hướng về ngã tư Phú Nhuận. PVC, họ mua là cái chung cư cũ họ đập ra họ xây mới, hôm nay khai trương phòng giao dịch ngân hàng OCB. Bên phải là đường Phạm Văn Hai vô chợ ông Tạ. Xôi giò, xôi mặn dọc đường. Thấy mấy cô hay chạy xe tay ga, dễ đi. Bên phải là bệnh viện phụ sản Bê Công, ngày xưa là bệnh viện phụ sản Đào Y Dược. Bên tay trái là quân khu 7 á. Rồi bên phải đây là đường Nguyễn Văn Trỗi, hướng từ phi trường Tân Sơn Nhất vào trung tâm Sài Gòn. Từ đây đi chợ Bến Thành 5 cây số, còn về ngã tư Phú Nhuận là 1 cây số rưỡi. Đường này trồng rất nhiều cây long não, cái lá xanh biên biếc á, cái lá nó nhuyễn nhuyễn nhìn đẹp. Trước đây là ngã tư với đường Nguyễn Trọng Tuyển, bên trái là về Phú Nhuận á, bên phải là về Lăng Cha Cả. Là 7 giờ sáng nên là đường phố đông kẹt xe. Mỗi buổi sáng giống như quý vị ngồi sau lưng hãy cho mình chở đi dạo phố. Bên phải là đường Trương Quốc Dung. Sài Gòn mỗi ngày một niềm vui quý vị, mỗi ngày một cái mới ha. Sống là phải vui quý vị ơi, không buồn. Ok. Buồn mau già quý vị ha. Rồi phía trước quý vị là đường ray xe lửa, rồi phải là vô ga Hòa Hưng đó. Rồi hãy cũng có quay chạy dọc theo đường rầy quý vị nhớ không? Tới ra Hòa Hưng Trần Văn Đan. Rồi trước đây ngã tư với đường Nguyễn Đình Chính.
đường Hồ Biểu Chánh, một nhà văn thời phục địa, thời Pháp thuộc cái gì rất là nổi tiếng trong văn chương Sài Gòn, với những tác phẩm mà mình đọc lên đó, nói về tình yêu, hạnh phúc gia đình, chuyện tình gian dở, thân phận con người. Quý vị vô Google, quý vị gõ Hồ Biểu Chánh ra rất là nhiều chuyện đọc, chị nghe sẽ thấy được Nam Kỳ lục tỉnh Sài Gòn ngày xưa rất là nhiều tình cảm thuần chất người Việt đó vậy, nhất là trong lúc giao lưu với Tây với Mỹ. Rồi ngã tư cái đường Nhân Bánh, FPT đó. Rồi phía trước vậy là chùa Vĩnh Nghiêm, nơi để cốt của ông Nguyễn Cao Kỳ trong này đây. Biệt thự rất là đẹp nha quý vị. Rồi đi ngang đường này hãy công minh hay hát nè. Một em về qua đường Tú Sương. Rồi phía trước vậy là đường Phan Thanh Giản, giờ là Điện Biên Phủ. Rồi phải về ngã bảy một chiều nha quý vị. Trái là về cầu Hoa Thanh.
tư Hàng Xanh. Đây bên phải hiện trường Marie Curie nè. Chạm với xe kiến trúc còn y như xưa. Nhìn thấy cái bồn nước không? Đây bên phải là đường Ngô Thời Nhiệm, đang có cái dự án cái building như vậy thấy. Công thức sinh thợ xây. Siêu thị Co-op Mart. Thank you. See you. Goodbye. Nice day.